Chào các bạn. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay nấm xúc bắp cho máy 20-24 nha các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé, với trường hợp mà các bạn mặt máy các bạn tháo này như này rồi nhé, là các bạn lưu ý là phải nót tấm bìa hay là nót rẻ hoặc là cái mảnh bao lên nhé, rồi úp cái mặt này xuống nhé. Nó không như máy 8 hay máy 10, máy 15 nhé, máy 20-24 đổ lên là các bạn là ở giữa cái mặt máy này nó có cái kim nó thò ra nhé, nên là khi mình úp xuống nền gạch này nó sẽ hỏng mất cái đầu kim. Đây là cái kim đây này, đây nhé, đây này, cái đầu kim nó thò ra này. Đó. Nếu mà úp thẳng xuống mặt nền gạch hoặc bê tông là hỏng luôn cái kim nhé, là mình sửa được nấm cái thì lại hỏng cái kim thì quay lại không lỗ đây nhá. Thì bây giờ mình sẽ đóng nấm rồi nhá, các bạn làm y như mình là được nhá. Đóng ra rồi mình sẽ hướng dẫn cách đóng vào và cách già nấm cho nó thật kín nhé. Đây các bạn nót cho mình cái tấm bìa xuống. Đây nhé các bạn. Các bạn lấy cái đầu khẩu đấy, hút vào đây đóng là nó ra nhé. Đấy, thấy chưa? Thì các bạn tháo là vệ sinh sạch đi nhá, đóng xong một tí nữa mình sẽ đóng hai cái vành xe này ra nhá. Đây nhá các bạn, muốn đóng được hai cái vành xe này ra nhá thì chắc chắn là phải có tu vít rồi, phải có tu vít đóng rồi, tu vít mũi rèm này, không là không đóng được đâu. Đấy, các bạn đưa nó vào cái hút này này, đưa nó vào cái mép của cái xe này nhá, ngay đây nó có cái mép này, cái khe hở này mình cạo sạch thì mình sẽ trông thấy nhá, rồi mình đóng nó vào cái khe này, đấy, đóng đây nó sẽ ra. Giờ bạn thấy mình mới đóng được có hai cái mà nó nứt cái hở đây nhá. Đó. Cứ đóng nó ra thôi, xác định là cứ đóng là thay mới mà. Cho gần là tí nữa cho dễ nhìn. Đây nhé các bạn, đây nhá, mình đóng ra thì mình cứ xem cái đây này, cái vết đóng của mình ở bên trong này, đẩy ra này, vì bên trong là nó có cái mép này, nó vát thì chốc nó cái mép này chốc mình làm y như thế này nhé, cái mép vát này là quay vào. Mình thấy nhiều người đóng là cái vát này là ở quay ra thế này là sai nhé các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng nốt cái bên hút kia nhé các bạn nhé.
Rồi bây giờ các bạn đóng hai cái ống hướng này cho mình nhé. Đây nha các bạn, kiếm cho mình cái nấm các bạn, nếu mà không có thì mình dùng lại, mình lấy luôn cái nấm này cũng được này, mình kê với đây mình đóng ra. Giờ nấm này các bạn nấm mới luôn. Rồi luôn nấm mới. Bây giờ đóng đóng hai cái ống hướng này trước này. Hai cái ống hướng này là phải đóng trước nhá. Đây nó có cái đầu túp này là đóng 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 xuống nhá. Nó đã vét cái góc cho mình để đóng cho nó dễ xuống này này. Đấy các bạn cứ lấy cái nấm này là đóng là đẹp nhất nhé. Hoặc là mình lấy lại cái nấm cũ của nó này, mình đóng. Để vào chính giữa nhé. Đã xong. Bây giờ chuyển sang đóng xe vào nhé, đóng xe đơn giản. Đây xe này thì bây giờ cứ bên to là bên hút, còn bên nhỏ là bên xả nhé các bạn. Đây nhé các bạn, xe này thì cái chiều vát này quay xuống nhé, còn không vát là ngửa ăn lên ngửa lên nhé, như với mặt máy mình để thế này nhé. Đấy. Như thế này mới là chuẩn nhé các bạn nhé. Đây các bạn để thế này. Thì bây giờ các bạn đặt vào đây cho mình. Các bạn lấy một cái nấm này ra, nấm mới này ra nhé. Đặt ống hướng này. Nha. Xuống này. Rồi. Xong rồi cũng phải trồng tiếp cái nấm nữa này đây. Là đóng chắc tay nhé các bạn nhé. Phải đóng phải dứt khoát vào nhé. Rồi đấy. Phát một là xuống ngay các bạn thấy chưa, nó mới an toàn đấy, thấy chưa. Thế là ok, xong mình lấy cái nấm vừa vào nó này mình lại đóng thêm, đảm bảo là nó xuống hết rồi nhá, là được đấy, được một bên nhá. Thế còn bên thứ hai nữa, còn nếu mà đây các bạn chờ mình lấy miếng gỗ để mình hướng dẫn nhé. Các bạn lấy miếng gỗ như này nhé, đặt vào giữa cái tâm lỗ này, vào chỗ này thì chốc mình đóng vào chính giữa nhé, cố gắng là sao đóng vào chính giữa nhé, kiếm miếng gỗ thật chắc rồi đấy thì an toàn nhất nhé. Các bạn nhé, đấy các bạn kiếm miếng gỗ là chuẩn nhất nhé, an toàn nên yên tâm. Đây nhé các bạn, đừng nắm bình hút này nhé, các bạn cho vào và lấy nấm cũ đặt lên nhé, lấy nấm cũ nhé chứ đừng gõ búa vào đây nhé, đừng nên gõ búa vào đây. Đấy. Bạn lấy cái nấm cũ này đóng, đóng vào cảm thấy nó xuống cực chỉ thôi. Rồi. Rồi mình đã đóng xong. Chắc chắn là không thể kín được. Không thể kín được các bạn, chắc chắn là vẫn phải già nhé. Già thì nó yên tâm hơn được. Già thì mình sẽ có cách hướng dẫn cho bạn già rất là nhanh. Nhưng phải có máy khoan.
các bạn phải có máy khoan này. Phải có máy khoan hoặc là máy bắn vít cũng được. Trước tiên các bạn muốn già được nấm nhá, thì các bạn nào nó mít luôn, chủ yếu là cái vành mép này thôi, bên này cái vành mép này nữa nhá, nào thật khô, già khô nhá. Các bạn làm y như mình, đảm bảo luôn. Các bạn ngậm mũi khoan vào đây. Mình sẽ quay cho nó rõ nha. Đấy. Như vậy là đã già xong bên nấm hút rồi các bạn nhé. Bây giờ mình chuyển sang già bên nấm xả. Thì đối với già nấm xả thì nó cũng y hệt như là già bên nấm hút rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy chưa, các bạn cứ già khi nào mà nó cháy nó ra bột như thế này được nhé. Rồi đấy các bạn, là lau sạch cho đi, nó không còn cậy nữa là được. Đấy các bạn lau đi nhé, lắp vào đây nha. Rồi, lắp nó xoa với móng rồi nhé, lắp vào cho mình. Đấy các bạn cứ làm y như mình là đảm bảo là được đó. Bây giờ mình sẽ cho dầu về kiểm tra nhé các bạn nhé. Nếu mà trường hợp mà nó còn ngấm thì mình lại phải già lại đấy. Còn nếu mà nó không ngấm nữa là được các bạn nhé. Đấy các bạn thấy, thế vậy như thôi vậy là được đấy. Đây nha, mình sẽ thử sang bên dao in hút nhé. Các bạn xem này. Đấy, quay bên hút là khô đấy nhá. Các bạn thấy chưa, có ra không ra thế nào nhá. Video của mình đến đây là kết thúc rồi nhá. Các bạn xem video nếu thấy hay thì like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Thôi, xin chào các bạn.